Cũng nói nhiều nha, bây giờ mình nói ngắn gọn. Tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á, thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình Avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này có nghĩa là trên hình là đẹp nữa. Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh sát luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong Avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều phải cái vỏ á. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? Đi đi ăn. Đi ăn. Dạ. Lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em nín thinh để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á, thì em quay qua em nói chứ chết rồi, em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kêu thương. Em kêu thương vậy cưới em nha anh. Cái ông kêu ở cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết, thằng này bị khùng mấy gì á ta, suy nghĩ gì đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt nha anh. Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là xé. Gặp hai đứa là thấy vui liền ha, tươi dễ sợ tươi vậy. Vừa bước ra tưởng Ngô Kiến Huy không mà. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Mạnh, em ở Thủ Đức, chủ salon Khai Cát Vương. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là My, 30 tuổi. Em hiện là tổng giám đốc công ty Thế Giới Nội Y. Mà là em bán kinh doanh online hay là em có một chuỗi cửa hàng, một chuỗi shop? Dạ em có một chuỗi cửa hàng luôn. Rồi chị sẽ ghé. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ có thể chia sẻ cho anh để chương trình được biết rằng là hai em lần đầu tiên quen biết nhau như thế nào? Tụi em á là quen nhau ở mạng xã hội dành cho người độc thân. Lúc đó là em có một cái mối tình 4 năm. Thì xong rồi em chia tay cái bạn đó, em buồn quá. Em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết đó. Cái xong cái em lướt lướt, cái ông này ổng mới nhắn tin cho em. Cái em bấm qua cái avatar em thấy Tươi. Dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em số điện thoại của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Chắc lúc đó là ảnh là chắc là có người yêu rồi cho nên mới kiểu thả thính gì đó đúng không? Dạ không, lúc đó là em mới chia tay con gái cũ xong. Bạn bên đây cũng chia tay. Bạn bên đây cũng chia tay. Hai đứa cùng một lúc giống như đồng cảm á. Sau đó thì là em có gọi cho ảnh không? Dạ không, em không gọi. Lúc đó là lúc em còn trẻ, nhiều người theo đuổi lắm. Cho nên là em cũng không quan tâm mấy, nhưng mà em cảm thấy là có ấn tượng. Tại vì những cái người kia là phải nhắn tin, hẹn hò, đưa đón rồi. Ông này cũng vô ông quăng cái gì. Mình cảm thấy là cũng tệ có thích đó. Dạ. Xong rồi mấy hôm sau nữa cái ổng thấy em chảnh quá, em không thèm trả lời, ông lại nhắn tiếp. Đó. Nhắn mấy lần? 2-3 lần. Cái xong cái tụi em mới add cái Yahoo, ngày xưa là Yahoo. Tụi em nói chuyện với nhau được vài lần thì ra gặp. Tại sao lúc đó em lại chọn bạn này để em nhắn mà lại nhắn một cách mà thờ ơ vậy? Dạ không, em thích á, thấy nhỏ nhỏ dễ thương. Mà hỏi thiệt nghe, lúc đó là em thả một mình cô này thôi hay là thả cho nhiều cô? Cũng 4-5 cô. 4-5 cô. Chuyện đó em biết không? Dạ bây giờ em mới biết. Em biết là ví dụ mình nói nhiều á nó cũng không có hay. Tại em nghĩ chắc ai cũng nói nhiều vậy. Bây giờ mình nói ngắn gọn. Tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á, thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình Avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này có nghĩa là trên hình là đẹp nữa. Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh sát luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong Avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều phải cái vỏ. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? Đi đi ăn. Đi ăn. Lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em nín thinh để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á, thì em quay qua em nói chứ chết rồi, em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kêu thương.
em kêu thương vậy cưới em nha anh, cái không kêu ở cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết thằng này bị khùng mấy gì á ta, suy nghĩ gì đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà, cái em mới nói với anh ơi, anh nói giỡn hay nói thiệt với anh? Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là xé. Hay à, về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi, mà trong tuần lễ là em mất ngủ, em mất ngủ. Sợ ổng xé thiệt. Dạ em sợ là giống như về cái lóc hết Facebook này nọ kia đó là trốn luôn á. Em tại vì không biết nhà cửa, không biết đâu hết đó. Tụi em mới gặp có ba lần là tụi em quyết định cưới luôn. Nhưng như vậy là bao nhiêu lâu là cưới? 2 tháng tới tháng 8. Đúng rồi. 2 tháng sau cưới luôn. Là ông đám hỏi tới tay năm sau là cưới luôn. Ngắn gọn luôn. Gia đình em mất hồn không? Mới đầu là mẹ em không chịu cho cưới. Sao vậy? Mẹ em đâu biết là ai đâu, hỏi nó đâu, ba má nó là ai, nghề nghiệp nó làm sao. Em mới nói với mẹ em chứ thôi mẹ ơi, giờ mẹ cho cưới đại đi chứ không mốt có bầu cũng vậy. Thôi gì phải tranh thủ liền. Dạ. Lúc đó mẹ nghe rồi mẹ nói mẹ quản hồn em cho cưới liền. Nhanh đến nỗi mà có khi nào ba mẹ em quên ông này không? Chưa kịp nhớ tên á. Dạ có. Anh kể đi. Lần đó là thôi nôi con của anh vợ, bà vợ em dắt đi chào dòng họ. Cái xong bà vợ em giới thiệu là này này cuối năm nó cưới My nè, cháu nó tên gì anh ba. Cái xong cái bà vợ em con tên gì con. Đúng rồi, nhanh quá. Rồi cái nó dặn tên Mạnh, cái mà anh ba cháu nó ở đâu vậy anh ba? Cái quay qua hỏi con ở đâu rồi con? Nhớ luôn. Dạ. Không biết luôn á. À. Dạ. Mà hai đứa là cưới bao lâu rồi? Dạ 8 năm. 8 năm. Wow. Trời đất ơi, 8 năm rồi đó hả? Dạ. Như vợ chồng mà mới cưới ngày hôm qua vậy đó. Không thì thôi. Em hơi bất ngờ á, em tưởng đâu là chắc ông bà cái như là cưới nhau là mới đây thôi, mới đây thôi. Mấy bé rồi? Dạ 3 bé. 3 đứa. Wow. Từ sau khi cưới cho tới bây giờ thì các em có những cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình hay không? Có những cái biến cố gì xảy ra trong cái đời sống vợ chồng em? Dạ có. Nhiều không em? Dạ hơi bị nhiều. Tại vì tụi em không có thời gian tìm hiểu. Tụi em rồi. Là tiến tới nhanh quá, cưới xong rồi bắt đầu sau khi cưới về thì hai vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu. Thì có những cái giống như là mình sốc thì... Ví dụ những cái gì? Em ở nhà là em là con cưng, là ba mẹ không cho làm gì hết. Hôm nay thì ở nhà giống như là mẹ cũng cưng, mẹ cũng không cho làm gì hết. Ông đi làm về cái ông tụt cái quần ông quăng giữa nhà, ông kêu giặt đi em. Nhưng mà giặt tay nha, đừng có giặt má nha, hư quần anh. Em cảm thấy trời ơi sao vậy, sao mình phải giặt vậy? Dạ. Ngoài cái việc đó ra thì tụi em gây nhiều nhất là do lúc đó hai vợ chồng cưới nhau về khổ quá. Hai vợ chồng không có kinh tế. Ông này ổng đi làm tiệm điện thoại một tháng không được luôn, có 2,5 triệu thôi. Mua tả sữa cho con hơn 1,5 triệu rồi. À về là có con liền hay sao? 9 tháng sau, đúng 9 tháng sau là em sanh đứa đầu tiên. Ba mẹ em cũng có giúp thì giúp phần. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Nào thôi, xong cái hai vợ chồng từ đó cái lục đục kiểu như ông này ổng về nhà ổng thấy em ăn ở không em chăm con, còn ổng đi làm ổng cũng cực quá. Cực quá. Dạ, cái lời qua tiếng lại. Tụi em ly thân tổng cộng là 3 lần. Ly thân một lần bao nhiêu lâu? Có em chỉ nhớ lần lâu nhất là 6 tháng ổng về nhà mẹ ổng ở. Mà lúc đó là mấy bé? Đó là mới một bé. Tức là hai đứa lấy nhau là ở bên nhà em. Dạ, đúng không? Rồi. Cái chuyện mà một túp liều chanh hay quả tim vàng là nó không thể nào có được hết. Quá khổ. Và nuôi thêm một đứa con nữa. Tụi em khó khăn quá cho nên là lục đục. Mình đó em nghĩ là thôi luôn á chị. Em là lúc đầu là em đuổi đi. Em đuổi đi xong mà đi cái em hối hận liền luôn. Em hối hận liền xong rồi em cũng có qua năn nỉ. Em kêu thôi giờ ở với em đi này nọ, ông này là ổng quyết tâm ổng bỏ em luôn mà. Cho nên là ổng đi luôn, ổng không ra gặp em nữa. Em tới chỗ làm em kiếm nhưng mà không ra. Xong cái em về em nói thôi xong rồi. Cái em mới đi ra văn phòng luật sư, cái em nhờ người ta soạn cái đơn ly dị đó, xong xuôi hết. Tụi em không ly dị được là tại vì lúc đó em mù giấy tờ lắm. Đó đem tới cho người ta, cái người ta nói thiếu cái này thiếu cái kia. Xong rồi bây giờ em muốn làm nhanh thì đưa anh 10 triệu đi, nói em không có tiền. Cho nên là thôi em cầm tờ giấy đó về. Trong cái thời điểm mà 6 tháng đó khi mà em không gần vợ em á, không có gần con em á, thì lúc đó em có gọi là gì? Cảm nắng một cái người nào khác không? Dạ không. Hay là chỉ cắm cúi đi làm thôi? Dạ đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Dạ. Cái ngày mà hôm mà đến mà làm quề với vợ thì lúc đó làm sao? Dạ hôm đó là
đi làm em dành dụm được ít vốn rồi. Dạ. Cái xong em xin nghỉ, bắt đầu chạy về năn nỉ, nghỉ vợ. Nói chung là lúc đó cảm thấy kinh tế em tự em lo được nha. Có nghĩa em tự tin hơn về cái chuyện có thể lo cho vợ con. Dạ. Em về em nói chuyện lại với vợ và xin hàng gắn lại thì nó có khó không em? Lúc em trốn là em biết là thí dụ em trước đó em đã trốn rồi mà giờ em quay lại là rất là khó. Em biết là thời gian đó trong ngày là đang ở nhà cái bạn kia, cái sao em chạy qua em năn nỉ, quỳ gói em năn nỉ. Vậy quỳ gói năn nỉ luôn hả? Dạ. Ổng là ổng nhắn tin cho em mấy ngày trước rồi nhưng mà em không trả lời. Em chặn hết luôn. Xong cái ổng mới biết em ở nhà bạn của em. Ổng chạy qua tới nơi, ổng tông cửa vô, ổng quỳ gói xuống khóc. Em ơi, em tha cho anh đi, em muốn về với mẹ con em. Lúc đó em bé mấy tháng rồi? Dạ, con em khoảng mười mấy tháng. Lúc đó em làm cách nào để em nuôi được con? À, lúc đó là bắt đầu em có kinh doanh cái đồ nội y rồi. Dạ, là có vừa đủ tiền tã sữa cho đúng nó rồi. Cái em mới suy nghĩ trong đầu em chứ thôi, giờ con của ổng thì ổng thương, chứ giờ lỡ em thương người khác, người ta đâu có thương con em đâu. Thôi quay lại dạ, cái xong cái quay lại, xong thêm hai đứa nữa. Bây giờ qua chuyện kia đi. Sao rồi, ở với nhau 8 năm trời, qua trải qua 3 lần sóng và gió. Vậy thì đó, vậy thì bây giờ về cái tật xấu thì như thế nào? Chấp anh kể trước. Chấp luôn á, chấp luôn, chấp kể luôn. Em thì em tính em nói chung chi tiết, kỹ tính, em thích chu toàn á. Đâu nói em đâu, em kể. Nói dở kìa. Từ đó là bắt đầu mới ra tật xấu. Đây bài bừa. Khác hẳn em đó phải không? Dạ, được hôm nào quơ dọn cái cũng bắt đầu quay qua nói em bài. Trong khi nguyên nhà là em dọn sạch sẽ hết luôn. Tức là bài hay. Có quên có bài hay không? Dạ có. Rồi còn tật xấu gì nữa nào? Xấu miếng ăn miếng ngủ. Chung ngủ thì hay ngủ trễ, khó ngủ, nhưng mà em đụng tới cái là gừ ghê lắm. Vậy hả? Gầm gừ bị cắn luôn á. Dạ. Tọc có phải không? Dạ. Đang ngủ mà khều khều tọc là lên cơn điên liền đúng không? Dạ đúng. Tọc giật chỏ. Dạ giật chỏ đồ á. Dạ, có ăn hiếp chồng không? Đánh chồng không? Có. Không có đánh nhưng mà ăn hiếp. Ví dụ em đi ngoài đường là em không dám dòm bậy bạ luôn. À là vậy thôi. Ngựa đi đúng một con đường thôi đúng không? Mắc lại. Còn chuyện miếng ăn á, vợ em mới biết nấu ăn ngay hồi lúc dịch tới giờ rồi. Vậy là mới chưa được năm đó. Dạ. Với gái. Trời ơi. Trước đó là không nấu luôn. Dạ ăn cơm tiệm hết luôn. Ôi, con gái ăn thì sao? Dạ ăn cơm tiệm luôn. Ủa? Cho con ăn cơm tiệm luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà khẩu phần lúc mà nó nhỏ đó thì sao, ai nấu? Dạ cũng mua cháo dinh dưỡng ở ngoài ăn. Trời ơi. Em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà sao ghét nấu ăn vậy? Em cũng không biết nữa. Em mỗi lần mà ổng thèm em ăn nấu cái gì đó là em được cái là em nêm nếm ngon. Đó, ổng thèm thì em ơi xuống nấu cho em, kêu không. Thời gian em nấu em sẽ kiếm tiền. Rồi anh muốn ăn cái gì em sẽ order về cho anh ăn. Xuống nấu giống như là em sẽ bị mất thời gian, với lại em không có đam mê. Em mê tiền hơn. Đây là người phụ nữ của công việc. Rồi cái đợt dịch này bắt đầu mới là nấu đó. Dạ. Là làm online không á? Dạ đúng rồi. Cái đợt dịch này á thì là giống như là em có một bạn khách đó cũng thân. Bạn nó hay tới nhà chơi thì bạn nó thích nấu ăn. Thấy nhà em không nấu cái bạn nó nhảy vô bạn nó nấu. Nấu riết, chồng em thích ăn gì bạn nó nấu đó. Cái một ngày nọ sinh nhật em, cái bạn nó nấu nguyên một mâm vậy nè. Trời ơi, ông này xuống mà mặt ông hạnh phúc. Ông nói trời ơi, em nấu nhiều quá vậy, ngon quá vậy. Cái em nhìn em nói, chết rồi, không được rồi. Chết rồi. Mình cứ lo làm quá. Dạ. Phải cẩn thận. Đó, bắt đầu em mới học nấu từ đầu. Em vô em nấu, ngày nào em cũng nấu. Bây giờ là muốn ăn cái gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn. Hay quá, hay quá. Chúc vậy mừng là, vậy là cô gái này có tài lắm nè. Cô gái này rất có tài, không làm thì thôi mà đã làm là đâu, đó là làm hay, làm giỏi luôn đúng không? Đúng dạ. Vậy đó, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ tới em đó. Em thôi tật xấu ảnh đi. Chồng em á, tật xấu là ổng hút thuốc. Ổng hút thuốc rất là nhiều. Ổng hút mà có lần ổng bị lao phổi luôn. Lao phổi mà lên phường người ta phát thuốc uống miễn phí luôn á. Rồi xong mà uống hết bệnh rồi về ổng hút tiếp bình thường. Ồ, nguy hiểm lắm. Dạ. Mà nhà có con nít nữa. Dạ. Đó. Với lại chơi game. Cái đó rất là tật xấu rồi đó. Thuốc, game. Dạ. Game xấu luôn đúng không? Có ghiền dữ lắm không? Dạ. Ổng thì công việc trong nhà con cái rồi thì ok, nhưng mà lúc mà ổng cầm vô cái máy là khoảng ổng đánh một trận đó 15 phút nửa tiếng gì là ổng quên hết con ổng là ai, vợ ổng là ai, kêu gì cũng nghe hết trơn. Tập trung đó, tập trung vô mấy trận đánh đó. Dạ, xong rồi đánh thua cọc quá đánh con. Có uống rượu không?
Dạ có. Đó, thấy chưa? Nè, hút thuốc nè, uống rượu nè, game nè. Có gái không? Nữa, có ghen không? Mê gái không? Dạ, chồng em đặc biệt là không có mê gái mà gái nó mê chồng em. Dạ. Thành ra là bên này chắc ghen là dễ lắm nè, đúng không? Cho hỏi lại bên này cái tật xấu của cô ấy á, là có ghen không? Dạ có. Ghen dữ dội không? Thì ghen nó mới là vậy nè chung, em dạ, ghen mới là vậy nè. Không có dữ mà cứ kiểu vậy là xong rồi đó. Dạ bên này cũng ghen luôn. Mẹ có ghen không? Em có ghen không? Dạ có. Ui, bà bán đồ nội y nữ không mà ghen. Có ông đàn ông nào vô mua đâu. Dạ có. Ai vậy hả? Lúc đầu em cũng sốc lắm. Vậy đó hả? Vợ mình làm mẫu chụp luôn á. Dạ. Vì sao em thay đổi suy nghĩ lại. Mới thì này coi như công việc công thôi. Việc dạ. Công việc đúng không? À đúng, ghen là ghen cái đó đúng không? Còn sao là hết không. Mà bây giờ hết ghen rồi. Có bắt vợ nhìn đó. Một hướng không? Coi như hai ông bà này đi có một hướng một cứ vậy. Rồi không bên ông ta đi gì không biết luôn á, xe cộ kiểu gì. Kệ nó, kệ. Em nghĩ là con mắt liếc thôi chứ cái đầu không dám lắc. Chồng em đúng là cái tật xấu nhiều nhất là ghen á, chắc là ghen thôi. Tại vì giờ đi đâu em không bao giờ đi được một mình hết đó. Lúc nào cũng dắt phải theo. Dạ, đi gặp đối tác, gặp khách hay là bất cứ đâu là ổng đều đi theo em hết. Không bao giờ cho em đi một mình luôn. Em có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hay không? Vợ em thương em thì cũng thương rồi. Dạ, con lâu đừng lớn tiếng với em nữa thôi. Coi dạ có người lạ sao mà lớn tiếng với em á. Kiểu em hay tự ái. Những lúc lớn tiếng em tự ái vậy á, em có lớn tiếng lại với vợ không? Hoặc là về nhà có lớn tiếng với vợ hay không? Dạ không, em im. À em dạ. Không? Rồi tới em. Em thì em nóng tính, với lại em dữ lắm. Em rất là dữ luôn. Cho nên là những cái mà em nói là ồ em đừng có như vậy á, ổng không trả lời em, rồi ổng lại lặp lại giống như trên, lại gan em á. Đó thì em mới la lên. Mà ông này ngộ, ông la lên cái là ổng chỉnh chu lại liền à. Thích như vậy, con người thích bị ngược đãi á. Sao kỳ vậy, sao em không giải thích cho vợ em hiểu luôn đi. Tại tính em hay chọc vợ em. À lầy đó hả? Vợ hay chọc. Đó thì giờ cuối cùng nè, có thích lớn tiếng hay không? Thôi vậy thôi, khỏi nói nữa. Thôi hai đứa tự điều tiết đi ha. Một đứa 31, đứa 30 rồi ha. Tự điều tiết cái vấn đề trong gia đình đi. Tại vì hai người đã tự điều tiết nhiều lắm rồi. Ba lần ly thân là ba lần tự điều tiết rồi, đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống giờ là ngon lành rồi. Ông chủ bà chủ hết rồi, đúng không? Ba đứa con rồi, tự điều tiết để hạnh phúc tiếp đi nha. Rồi, chúc mừng hai em.